Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình đi review cho các bạn một khu đô thị Lakeview City, một khu đô thị của tập đoàn Novaland, một đô thị rất là đẹp. Bây giờ là mình đang có mặt ở tại nút giao An Phú. Đây là nút giao An Phú ở quận 2. Đây là một cái cửa ngõ giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai và Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Trước mặt các anh chị đường đi thẳng là đường Lương Đình Của, phía bên trái là đường Mai Chí Thọ để đi về hầm Thủ Thiêm, và phía bên phải là đi về đường cầu Sài Gòn. Đây rất là đông đúc với lưu lượng xe cộ là trong tình trạng luôn là quá tải. Thành phố Hồ Chí Minh đang còn gấp rút để xây cầu vượt và cầu hầm chui để giải quyết cái vấn nạn kẹt xe ở khu này. Đây phía bên phải là đi về đường Nguyễn Thị Định, và trước mặt các anh chị ra đường đi về cao tốc Long Thành Dầu Giây. Đây là cái khu này bắt đầu thi công đây, thi công cái hầm chui 2 chiều để đi với 4 làn xe để đi về hầm Thủ Thiêm, theo hướng về hầm Thủ Thiêm, và có một cái cầu vượt 2 chiều để nối cao tốc này với đường Lương Đình Của. Đây cái hình ảnh các anh chị xem là đang còn thi công, vừa mới thi công, bắt đầu khởi công để thi công cái hầm chui này và cái cầu vượt. Cái dự án để làm cái này là đã hình thành từ cũng lâu rồi, từ 2018 là đã có kế hoạch để làm cái khu này. Tuy nhiên đến đầu năm 2003 này bắt đầu mới thi công. Thì các bạn thấy máy móc thiết bị đã tập trung đây và đã làm đầu của cái giai đoạn. Và cái đường cao tốc Long Thành Dầu Giây này là cũng đã ở cái tình trạng kẹt xe. Bây giờ cái đường này có một cái đường song hành phía bên tay phải các bạn, là cái đường song hành của cao tốc. Cái đường song hành này cũng đang thi công và cũng chuẩn bị hoàn thành. Đây là khu Novaland Lakeview City, ngay cái đường song hành này. Thì các bạn sẽ xem là một cái dãy phố này là nằm giữa cái đường song hành với cao tốc. Phía bên phải này là khu biệt thự Lakeview City. Khu biệt thự này rất là đẹp, có cái hồ rất là đẹp. Hồ này rộng 3,6 hectare, có hồ bơi, có đầy đủ các cái khu tiện ích trong cái khu Lakeview này, cũng là một khu rất là đẹp. Còn phía bên kia cao tốc là khu dự án của Global City. Đây mình sẽ bay sang mình cho các bạn xem cái khu dự án Global City này. Global City này có quy mô là 117 hectare, cũng nằm tại cái phường An Phú, và nó giao với phía bên phải kia là đường Đỗ Xuân Hợp. Khu này được quy hoạch là 10.000 căn hộ cao cấp và 1.800 cái khu nhà phố và khu biệt thự và shop house. Khu này cũng rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Nó được triển khai từ quý 1 năm 2022 và dự kiến bàn giao vào quý 1 năm 2024 của chủ đầu tư là Masteri Home. Thôi bây giờ mình quay lại cái khu Lakeview City để cho các bạn xem cái khu Lakeview này. Và trên đường đi này thì mình sẽ quay các bạn một căn biệt thự đang bán, một căn biệt thự view sông. Nó nằm ở trước mặt các anh chị. Trong 4 cái căn biệt thự này thì có một căn bán, biệt thự view sông. Đây các bạn xem. Đấy, trong 2 căn này có một căn bán, lát mình sẽ quay chi tiết cái căn này cho các bạn xem. Giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào khu Lakeview City này để review cho các bạn xem cái khu Lakeview City. Đây là đường song hành cao tốc, con đường vừa mới thi công gần xong, gần hoàn thành để đi vào sử dụng. Và đây là một dãy nhà phố shop house của khu Lakeview City này. Khu này được hình thành từ lâu rồi, tuy nhiên là khu này vẫn chưa có một căn nhà nào vào đây ở dọc theo cái đường này. Tuy nhiên khi mà đường này xong á, thì xe máy rồi các cái xe từ quận 9 sẽ lưu lượng là đổ về, sẽ chạy qua cái con đường này, nên sẽ tập trung cái con đường này là những cái khu mà rất là sầm uất, những cái khu mà kinh doanh tấp nập, nên những căn này sẽ rất là giá trị cho kinh doanh trong khoảng thời gian khoảng 1 năm tới thôi. Thì bây giờ cái đường này cũng đã hoàn thành rồi và hiện tại thì chưa có cho xe lưu lượng đi qua đây. Tuy nhiên sau này thì xe sẽ chạy qua cái đường này, thì những cái căn này, căn nhà này sẽ rất là giá trị, mặc dù để không mấy năm nay rồi. Trong khu là Lakeview bên trong, còn khu ngoài là khu nhà phố để kinh doanh, khu shop house, một khu mặt tiền đường rất là giá trị. Và đi thẳng xuống đây là đường Đỗ Xuân Hợp, nó phía bên Đỗ Xuân Hợp nó giao với đường Song Hành này. Đây là đường Đỗ Xuân Hợp các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi từ Đỗ Xuân Hợp này, mình vào cổng của khu Lakeview này. Đây là khu biệt thự Lakeview City. Mình sẽ vào, mình sẽ review cho các bạn bên trong này cái khu Lakeview. Đây là một khu Lakeview, khu biệt thự và nhà phố của Lakeview City của tập đoàn Novaland. Lakeview City là một dự án đầu tiên của Novaland, có quy mô rất là lớn của tập đoàn Novaland. Cái khu này có diện tích là 30 hectare. Đây, có một cái hồ rất là đẹp phía bên phải này. Đây các bạn xem, bên kia là một cái dãy biệt thự view hồ, biệt thự song lập view hồ này. Và cái hồ này, cái hồ này cũng rất là đẹp. Hồ này 3,6 hectare. Và trong cái khu này thì phải nói rằng là một khu cũng tương đối là đẳng cấp của quận 2. Nói đến Lakeview City thì nhiều người sẽ biết đến, một cái khu có tiếng. Tổng ở khu này là có 963 căn các bạn ạ. Cái khu này khởi công từ năm 2016 và bàn giao năm 2018. Đến nay là đã phải 5 năm rồi. Khu này có rất là nhiều các cái loài, từ nhà phố theo kiểu 5 x 16 m là nhỏ nhất, rồi 5 x 18 m, 5 x 20 m, hoặc là 6 x 20 m. Còn biệt thự song lập ấy thì nó 8 x 20 m, và một số cái căn biệt thự view hồ. Giá ở đây thì cũng phải cao lắm rồi. Bây giờ có những cái căn biệt thự giá là 30-40 tỷ. Và giá nhà phố thì cũng phải 10 mấy tỷ rồi. Và ban đầu ấy thì giá của khu này chủ đầu tư bán thì giá căn thấp nhất là chỉ 6 tỷ thôi, 6 đến 8 tỷ. Năm vừa rồi thì trong 7 năm vừa rồi thì giá cũng tăng lên rất cao, nên là khu này giá cũng tăng lên theo cái mặt bằng chung. Tuy nhiên tại thời điểm bây giờ thì bất động sản đã trầm lắng, và cái khu này cũng sẽ là giảm giá thôi. Nên là bây giờ các anh chị nào mà muốn mua, muốn ở một cái khu Lakeview này thì cũng có thể là một cái sự lựa chọn để ở cái khu này trong cái thời điểm mà giá rất là hợp lý. Nếu như các anh chị mà muốn mua khu này thì cũng hãy liên hệ mình, thì mình sẽ kết nối cho các anh chị có thể mua được một căn ở trong này. Bây giờ cũng có rất là nhiều người đang kẹt tiền, đang cần bán với những cái giá hấp dẫn. Thì tùy theo cái mức độ cụ thể thì mình không nói chi tiết ra từng căn ở trong này. Tuy nhiên là khu này thì cũng là một khu rất là đẳng cấp, rất là đáng sống, và cái khu này thì dân trí cao. Và trong những cái khu này thì toàn những cái dân mà có tiền ở thôi, chứ không có khu người nghèo, nên là ở trong khu này thì tiện ích thì cũng là rất là đầy đủ. Có đầy đủ những cái khu mà vui chơi, có cà phê, có hồ, có đường đi dạo bộ và mua sắm, thì khu này cũng rất là tiện. Đi sang cái khu chợ bên đường Nguyễn Duy Trinh cũng rất là gần. Nên là ở đây là một cái khu mà mình thấy rằng là ở quận 2, ở khu này cũng rất là ok, cũng là một sự lựa chọn cho các anh chị. Thôi tạm thời bỏ qua cái khu Lakeview City này, mình sẽ tới cái căn biệt thự mà đang kêu bán này. Căn biệt thự đối diện với Lakeview City, một căn biệt thự có diện tích là 233 m². Căn biệt thự rất là đẹp, rất là đẳng cấp, thiết kế với phong cách tân cổ điển, rất là đẹp. 233 m², ngang 15 m, và nó có 4 tầng, có 1 tầng trệt và có 3 lầu. Tầng trệt thì có phòng khách rất rộng, có bếp ăn, có garage xe hơi. Và tầng 1 thì gồm có một phòng ngủ lớn và một phòng ngủ vừa, có vệ sinh khép kín. Tầng 2 thì gồm có 3 phòng ngủ, 3 cái phòng vệ sinh. Căn biệt thự này được xây năm 2020. Và chủ xây căn biệt thự này chỉ để cuối tuần để về nghỉ ngơi thôi, chứ không có ở đây. Căn biệt thự này hiện tại đang bỏ không này. Thỉnh thoảng chủ mới về đây ở một vài ngày. Và chỉ xây để cuối tuần nghỉ ngơi nên. Nhưng mà xây rất tâm huyết, rất là tỉ mỉ. Nội thất của căn biệt thự này cũng rất là cao cấp. Khu vực này thì chỉ có mấy căn biệt thự thôi, là view sông thôi. Chứ còn lại là các căn biệt thự phía đằng sau. Đây là thuộc cái khu biệt thự là khu 10 mẫu Bình Trưng Đông. Khu vực này thì an ninh rất là yên tĩnh. Và căn biệt thự này cũng có pháp lý là rất là ok. Căn biệt thự này có sổ hồng chính chủ và đã hoàn công rồi. Hoàn công đầy đủ rồi nên ai mua bán chỉ có là ra phòng công chứng và sang tên thôi. Nếu như thích một căn biệt thự view sông với một cái giá tiền nó cũng vừa phải, cũng xin báo giá luôn là căn biệt thự này giá chủ đang muốn bán là 36 tỷ cho một căn biệt thự view sông ở thuộc quận 2, phường Bình Trưng Đông. Cái phường Bình Trưng Đông thì nó không được hot bằng các cái phường khác. Tuy nhiên cái khu 10 mẫu này là một cái khu rất là đẹp, một cái khu mà được gọi là nhất của phường Bình Trưng Đông. Và đặc biệt cái khu này là được đối diện với một cái hàng xóm bên cạnh của khu Lakeview City. Một cái khu Lakeview City là một khu đẳng cấp rồi. Nên là cái khu này là cũng là khu rất là ok. Nếu như với tầm tiền 35-36 tỷ mà sở hữu một căn biệt thự như này thì cũng là rất là đáng để mà mọi người quan tâm nếu như muốn có một căn biệt thự ở quận 2. Một căn biệt thự đẹp. Ai mà mua căn biệt thự này ấy, thì cứ nhắn tin Zalo cho mình. Thì mình sẽ gửi cho các bạn về cái video clip mà quay nội thất bên trong. Bởi vì là thời gian không có dài nên là mình không quay chi tiết, không đưa lên đây chi tiết cái video mà quay nội thất bên trong căn biệt thự này. Thì nếu như ai quan tâm thì mình sẽ gửi, hoặc là có thể mình sẽ làm một cái video sau để quay cái nội thất bên trong này. Bởi vì bây giờ cái video mà mình làm dài quá thì mọi người sẽ chán. Nên ở đây là mọi người xem cái vị trí thấy ok thì quan tâm thì sẽ xem cái để mà mua cái căn biệt thự này. Bây giờ mời cả anh chị cùng xem lại cái cảnh hồ của khu Lakeview City này. Một cái cảnh rất là đẹp. Ai mà sở hữu những cái căn biệt thự ở bên kia thì thực sự là lý tưởng. Đấy. Nếu như ai mua căn biệt thự đấy thì cũng ra đây rất là gần, đi bộ ra cái khu được hưởng cái tiện ích của khu Lakeview City này. Đấy, cảnh hồ, có hồ bơi, có cà phê, sân vườn. Đấy, một cái hồ bơi tràn rất là lớn ngay tại cái hồ này luôn. Và có quán cà phê cũng rất là đẹp. Nên cái khu Lakeview City này là một khu rất là đáng sống. Những cái người sống ở trong này đều là những người có tiền. Và buổi tối mà đi dạo bộ quanh cái hồ này thì phải nói là tuyệt vời luôn. Mình thỉnh thoảng cũng hay ra cái khu này chơi. Buổi tối cũng đi dạo bộ khu này. Đấy, phía đối diện bên kia đường là khu nhà phố, biệt thự. Ở khu này thì toàn siêu xe thôi. Đấy, cảnh đây để mà ngồi chơi ở đây. Ok, chắc là video của mình đến đây cũng dài rồi. Mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo. Bye bye và tạm biệt các bạn.